Đây đặc sản trên dòng Mê Công nha các bạn, cá rất to, cá câu nha, cùng trải nghiệm trên homestay nha. Rồi nấu xong rồi để nguội, thì cái trái sung mà để ráo rồi anh bỏ vô cái hũ, bỏ xong hũ cái nước đó để nguội nha, để nguội nha, để vô. Rồi, ok. Cái khi mà bỏ trái sung vô trong cái hũ đó, thì nhớ là có để tỏi nè, gừng nè, đó, tỏi với gừng, nha. Càng nhiều càng tốt, thì muốn ăn nhiều hoặc là ớt, bỏ vô thì chế nước vô, để ở ngoài nha, không được lạnh. Cái ngăn dưới em ngăn dưới. Ở ngoài tránh ánh nắng mặt trời, để ngoài 3 ngày sau lấy ra. Đây là cá sát các bạn. Cá sát câu từ sáng tới giờ nha, câu mồi dế. Đây mình chuẩn bị kho nha. Kho để ăn như cho chắc. Cái đó ăn cá kho nè ha. Cá kho cũng được. Cá thải qua. Thải luôn. Thải đây. Má. Nhớ con nhỏ mà tao nên